sư phụ bị yếu quá, bắt là sư phụ thay dĩ trần gian quá trời nhiều động bằng con quá trời, cho nên bây giờ con không có cái động nào để tìm sư phụ. Dạ, hiện tại là em đang đứng bên bến phà Ngũ Hiệp, hay còn gọi là phà Thới Lộc. Phía bên bờ đây là gọi là huyện Cai Lậy của Tiền Giang nè cô chú. Sang bên bờ bên kia chính là huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Sang bên kia gọi là phà Sơn Định. Hôm nay em sẽ dẫn cô chú, anh chị và các bạn đi tham quan Chợ Lách bằng con đường phà nha. Đây là con đường ngắn nhất từ thị xã Cai Lậy đi sang bên Chợ Lách Bến Tre bằng con đường phà cô chú. Mình không phải đi đường cầu Gạch Miễu rất là xa. Đó, sáng sớm thì chiếc phà này rất là đông luôn nè. Đây là con sông Tiền đó cô chú. Bây giờ sang phà mé bên đây nè cô chú. Bên đây gọi là phà Sơn Định nha. Đó, sang tới đây gọi là phà Sơn Định bờ của Chợ Lách rồi nè. Trên đường đi về ngôi Chợ Lách á, là mình sẽ đi ngang những cái khu vườn chôm chôm, vườn trái cây rồi. Bên đây gọi là xứ sở trái cây, rồi người ta sản xuất ra những cái loại cây giống trồng, cây trồng nữa cô chú. Con phà này thì chạy 24/24 luôn. Đây bến phà Sơn Định đó. Buổi sáng hoặc chiều tối thì sẽ đông khách lắm cô chú. Hôm nay em đưa cô chú đi thăm một ngôi chợ và trên đường đi những cái đường làng của miệt vườn ha. Lên tới đây cái mình rẽ trái nè để đi về hướng Chợ Lách. Ở đây có một cái nhà thờ nữa cô chú, cái nhà thờ thấy cũng rất là cổ kính nè, hình như là nhà thờ Sơn Định á. Đi tới ngay chỗ phía trước có một cái ngôi chợ nhỏ nữa nè. Chợ này gọi là chợ Thới Lộc. Bà con buổi sáng bán đồ cũng nhóm chợ phía trước đầu chợ nè cô chú. Ở đây mấy cô bán gà vịt nè. Đây em quay cái chợ cho cô chú xem nha. Chợ này thì cũng nhỏ lắm, chợ quê mà. Sát bờ sông Tiền luôn cô chú.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi về chợ Lách nha. Mùa này thì chợ Lách có rất là nhiều trái cây luôn. Qua đây em nghĩ mình mua được trái cây giá rẻ, chôm chôm đồ. Bà con ở trong vườn mang ra bán giá cũng rất là mềm. Ở đây hai bên toàn là những cái vườn cây, trái cây, với lại bà con trồng để chiết nhánh để làm cây con, cây giống bán cô chú. Ở đây mình đi thẳng á, mình đi về cầu Chợ Lách mới cũng được nữa. Nhưng mà em rẽ vô cái con đường này vào đường dân sinh trong làng quê nè. Ở đây là em đi xuyên ngang những cái vườn chôm chôm. Đây mình đi tới phía trước, đây là cái vườn chôm chôm nè cô chú. Ở đây trái nhiều lắm nè, mà hình như là chưa có chín, có loại trái còn nhỏ nữa. Hay cái vườn chôm chôm nè cô chú ơi. Ồ, thấy cái trái không? Đó, cái này trái còn nhỏ nè, chưa có chín. Tại vì ở đây em thấy có nhiều vườn bà con làm trái sớm, có nhiều vườn bà con làm trái trễ á. Nếu mà để đồng ai cũng đồng loạt với nhau thì bán sẽ giá nó rẻ lắm, cho nên bà con làm nó trên lệch vậy đó. Đây nè, ngay cái nhà phía trước này mỗi khi bà con bán nhiều chôm chôm lắm. Hôm nay chắc ở đây chưa có chín. Đây nè cô chú, còn cái hình ảnh đây là chính là cái ông bà con chở trái cây qua lại giữa Ngũ Hiệp của Cai Lậy Tiền Giang và bên chợ Lách á. Bình thường bà con từ hai bên đi qua lại với nhau và mua trái cây qua lại để đem về bán ở những cái chợ. Đây là hình ảnh đang lên phà từ bên chợ Lách về Cai Lậy nè cô chú. Một người và một xe máy á, là giá phà này tầm 6.000 à. Trên đường đi thì cô chú thấy cái đoạn phà Ngũ Hiệp nè. Đó, đoạn này có rất là nhiều những cái dựa thu mua sầu riêng á. Rất là nhiều luôn. Đi ngang con đường này thơm sầu riêng nức nở luôn. Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại tất cả cô chú, anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang có mặt ngay tại thị trấn Chợ Lách của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong video ngày hôm nay em mời cô chú mình cùng về Chợ Lách đi tham quan một ngôi chợ có tên là Chợ Lách nha. Nơi đây được gọi là xứ sở của trái cây đó cô chú. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 6, một ngày mới, xin chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Phía trước màn ảnh cô chú anh chị, mình sẽ đi qua cây cầu Chợ Lách cũ nè. Rồi sau đó mình rẽ phải sẽ đi vô Chợ Lách nha. Bây giờ em sẽ đi qua cây cầu này nè cô chú. Ở đây em thấy buổi sáng phía trước dưới chân cầu nè, có bà con buôn bán ngồi một góc chầm hổm ở chỗ cầu cũ nè cô chú. Ngay cái con đường em đi á, là mình đi qua đây là đi qua cầu Chợ Lách nè, còn mình đi ngược lại là mình đi về bến phà Đình Khao để đi qua bên Vĩnh Long á cô chú. Đây chỗ này không phải là cái chợ, nhưng mà buổi sáng bà con có bán rau, thịt, cá rồi ngay cái khu vực này nè cô chú. Rồi em đi qua cây cầu này nha. Có bán đồ ăn sáng, bánh mì đồ ở khu vực này nè. Ở bên chợ Lách á là người ta trồng sầu riêng nè, rồi chôm chôm đồ cũng nhiều lắm cô chú. Đây là xứ sở người ta trồng trái cây, rồi người ta sản xuất ra những cái loại cây giống nữa. Sáng nay thời tiết không có được đẹp như ngày hôm qua. Sáng nay trời có nhiều mây nè. Giờ này là chưa có thấy mặt trời nữa, bây giờ là tầm 6 giờ sáng.
đây là cái cầu chợ Lách cũ. Cái cầu này được làm bằng sắt cô chú. Bây giờ là chỉ dành cho xe máy đi thôi, xe bốn bánh là không có được đi trên cầu này nữa. Và cái cầu chợ Lách mới thì xây dựng cũng gần đây nữa. Cầu này thì có hai lối đi bộ dành cho người đi bộ, xe máy thì chạy chính giữa. Xuống đây mình có thể rẽ phải để đi vô chợ bằng nhiều đường lắm cô chú. Giờ em rẽ em đi đường cặp bờ sông ha. Đây là cái con đường cặp bờ sông nè cô chú. Dưới đây là phía dưới chân cầu Chợ Lách. Ở đây buổi sáng có mấy chú ngồi uống cà phê cặp bờ sông nè. Buổi sáng mà ngồi đây vừa uống cà phê vừa ngắm xuồng ghe, tàu ghe đồ cũng lý tưởng cô chú. Ở dưới đây thì nhìn lên cái cầu Chợ Lách cũ nè. Cái cầu người ta xây bằng sắt nhìn cũng rất là đẹp. Rồi em sẽ chạy từ từ vô đây để đi vô chợ ha. Rồi sau đó mình kiếm chỗ gửi xe. Ở Chợ Lách thì vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người ta thường sẽ tổ chức một cái lễ hội trái cây. Giống như vừa rồi ở Lái Thiêu Bình Dương cũng có tổ chức lễ hội trái cây đó cô chú. Để quảng bá sản phẩm trái cây cũng như là trình diễn trái cây ở Chợ Lách và những vùng khác có trái cây đó, người ta cũng mang tới để trình diễn nữa. Wow, đây có con đường đi vô chợ nè, sáng ngày bà con đậu xe máy đây uống cà phê rất là nhiều luôn. Đây có cái cây bông gì mùa hè trổ bông màu vàng rất là đẹp luôn nè cô chú. Bây giờ em chạy vô đây đi kiếm chỗ gửi xe ha. Bây giờ mình đi chợ trước đi, rồi sau đó một hồi mình sẽ dạo một vòng khu vực thị trấn Chợ Lách cho cô chú xem nha. Chợ giờ này cũng đông lắm cô chú ơi, để em đi gửi xe ha. Đấy. Dạ em vừa mới gửi xe xong cô chú. Ở đây là một cái bờ kè, bờ sông phía sau của Chợ Lách nè. Ở đây có một cái chiếc xà lan. Xà lan người ta chở đá nè cô chú. Ở đây có cái xuồng của chú này hình như là đi bán cá nè, hình như chú làm nghề giăng câu. Cái con sông ở đây gọi là sông Chợ Lách luôn nè cô chú. Đi chợ thường là bà con sẽ đậu xe ở đây nè, còn bà con buôn bán thì phía trên ha. Chú đi bán cá hả chú? Dạ, hình như là chú giăng câu hả chú? Dạ.
Đây, chú có cái xuồng giăng câu nè cô chú. À. Cái cầu tàu ở đây như nó bị mục hết trơn rồi. Từ Chợ Lách này mình có thể đi phà qua bên Vĩnh Long nè cô chú. Đó. Cái hướng này là xà lan chạy về sông Cổ Chiên. Đó. Còn mà chạy ngược lại sẽ đi về sông Tiền qua bên giáp với Tiền Giang á. Dạ rồi, bây giờ em vừa đi lên chỗ khu vực bờ kè chỗ của sông Chợ Lách nè cô chú. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đi vô chợ ha. Ngay chỗ này là một cái bờ kè. Sáng ngày có rất là nhiều quán nước ở đây, người ta bán nước để phục vụ cho bà con ở đây vừa uống nước vừa ngắm cảnh bình minh buổi sáng nè cô chú. Đi Chợ Lách rồi mình sẽ đi vô đường này ha, đi vô chợ. Đấy. Cái con sông Chợ Lách này lúc nào cũng xuồng ghe tấp nập đó cô chú. Đấy. Đây em cho cô chú xem lại cây cầu Chợ Lách đằng xa ha. Đó. Bây giờ là 6 giờ 45 phút rồi. Đa số những cái chiếc ghe chạy ngang đây là những cái xà lan cát đá. Rồi mình vô chợ nha cô chú. Đây, buổi sáng mặt trời mọc hướng này nè, xen vô những cái hàng cây rất là đẹp luôn. Rồi em đi từ cái con đường chỗ cái cây màu vàng lúc nãy nè, cây trổ bông rất là đẹp luôn cô chú. Đấy. Cái cây này không phải là cái cây, không phải cây mai Nhật cô chú. À, em đi cái con đường này là từ phía sau của chợ á. Đây là cái cây hoa hoàng yến nè cô chú. Đó. Còn cái cây vừa rồi là không phải cây hoa hoàng yến. Cây hoa hoàng yến đây trổ bông cũng rất là đẹp nè. Dạ, cũng có một số cô chú anh chị hỏi em là quê em ở đâu mà đi quay nhiều nơi á, thì em cũng trả lời trên video này luôn là nhà em thì ở Cai Lậy Tiền Giang cô chú. Ở đây cũng có cái chỗ giữ xe nữa nè. Ở đây là mình đi thẳng đi vô chợ luôn nè cô chú. Đó. Đây có cái quầy cô bán gạo với bán vé số nè. Quay lên đâu đây? Dạ quay lên YouTube cô. Dạ. Dạ. Đây có cô bán chuối nữa nè. Đó. Dạ bán chuối bán số luôn. Dạ. 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 Con cảm ơn nha cô. Dạ là nè. Này thầy thấy cô đẹp rồi. Ở đây là phía sau là cái khu trầm hẻm nè, mình đi vô là gặp mấy cô bán trái cây rau củ, rồi đi sâu vô nữa là sẽ khu vực chợ cá nha cô chú. Đây ở đây buổi sáng là bà con trưng mấy cái trái thơm tây nè, rồi trái chôm chôm. Đấy. Chôm chôm mùa này là của chôm chôm Thái của bên Chợ Lách nhà ta trồng cô chú. Bên đây thì có cô bán chào cô. Cho con xin quay giới thiệu với nha cô. Dạ. Ở đây thì cô bán chuối nè, rồi bán nhãn. Rồi bên đây một số cây trồng.
của anh ra hả cô? Dạ. Dạ, 10.000 một sợi của chị ơi. 6 mét 10.000 của chị đi chợ qua lại này. Cái cây này là cái cây cây tầng ô hay gì? Cao tía hả cô? Cao tía. Dạ. Có cây lá cách nữa nè. Đó. Phải lá cách không cô? Phải lá cách. Dạ. Chứ không phải lá cách. Dạ. Lá cách này không có. Dạ. Cây đu đủ nè. Và cái này là dây dây gì vậy cô? Giống lá sâm. Cây sâm hả cô? Lá sâm núi á. Dạ. Cái sâm mà giò làm nước uống á. Dạ. Cái lá này nó có lông nè. Cái lá có lông nè. Dạ. Tặng lợi không lông nữa. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Bên đây có cái quầy bán bánh nè. Ở đây là mấy cô bán rau củ, dưa hấu, củ cải đỏ nè, rồi măng. Măng xanh là 25.000 một ký. Dưới đây là cái bờ kè của cái chợ này cô chú. Đi vô đây cũng có một cái con đường để rẽ ra trong nội ô của thị trấn Chợ Lách nữa nè. Đây là cái nhà lồng đầu tiên. Trong Chợ Lách này có tới ba cái nhà lồng cô chú. Dạo này mùa này là ở Chợ Lách là chỉ là chôm chôm đầu mùa thôi. Chắc khoảng tầm nửa tháng hoặc một tháng nữa thì mới là rộ cô chú. Tại trên đường đi á, em đi ngang những cái vườn chôm chôm nhưng mà có vườn á, trái cũng còn nhỏ. Rồi có vườn thì trái cũng chưa có chín. Đây chôm chôm. Đó. Chôm chôm Thái. Chào cô. Đây bà con có bán măng cục đồ nữa nè. Đó. Rồi chôm chôm nữa. Đây chôm chôm. Dạ. Đây cô này có bán mứt dừa nữa nè. Chào cô. Dạ. Đây là khu vực bán bánh nè cô chú. Bên trong đây là khu vực dạ con đi quay phim con mua cô. Trong đây là cái khu vực bán đồ ăn sáng nè cô chú. Để em vô đây quay sơ một số quầy ăn sáng cho cô chú xem ha. Trong đây thì có bún riêu nè, hủ tiếu nè, rồi cơm sườn nè. Dạ chào cô. Hả? Đấy, bên đây thì có hủ tiếu chay. Chào cô. Hủ tiếu chay, bì bún chay. Dạ. Ở trong đây là có bán gì cô? Dạ. Bên đây thì cô bán bún thịt nướng. Dạ. Đây có cô bán bún thịt nướng nè. Đó. Cô trong đây là cái khu ăn uống của mình gói gọn trong đây hả cô? Đưa vô tổng hốc bà có vậy đó. Còn chỗ nào nữa không cô? Có khúc đây không ha. Còn vòng vòng ở ngoài thì bà con bán ở mặt tiền nhà là riêng ha. Có đó hả? Mình đồ ăn sáng con thấy vòng vòng phía trước cũng có bán nữa đó. Là riêng ha. Dạ. Của chợ luôn. Dạ. Chợ giờ này bán được không cô? Để muốn chết luôn vậy. Để muốn chết luôn hả? Để muốn xỉu luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Ở đây hình như có khoảng 8 quầy. Ở đây bún riêu. Dạ. Cô bên đây thì bún riêu nè. Đấy.
bên kia thì có hủ tiếu nè. Về Bến Tre hình như cũng có nổi tiếng là cái món ăn là hủ tiếu mực đó cô chú. Chào cô. Thôi mình đi ra tiếp nha cô chú. Ở đây là một số sạp bánh nè. Ở đây thì mấy chị có bán bánh bò, bánh tiêu, bánh ngọt, rồi bánh chuối nữa. Giờ này thì chợ bắt đầu đông rồi nè cô chú. Đấy. Đây chị này bán bánh nè. Chào chị. À, bánh ướp rồi bánh bột bán. Chợ dạo này bán đỡ không chị? Dạ. Sáng nay thấy chị bán cũng sắp hết rồi nè. Em cảm ơn nha. Đây thì mấy chị bán bánh nữa nè. À, chị này thì bán bánh bao với rau câu á chị. Dạ. Mùa này thì chợ này bắt đầu nhiều trái cây chưa chị? Dạ. Hôm nay là mới có vô đầu mùa chôm chôm phải không chị? Dạ. Tại vì em đi ngang thấy mấy vườn chôm chôm á, thấy trái cũng còn nhỏ xíu à. Em cảm ơn nha. Bên đây mấy cô bán rau nữa nè. Hôm qua khi mà đi chợ Thạnh Trị á, thì em nghe bà con nói nếu mà chôm chôm của chợ Lắc và Cái Mơn á, là sẽ rất là ngon. Và cái giá cao hơn loại chôm chôm Thái của Long Khánh khoảng hơn 20 ngàn luôn cô chú. Nhưng đó là giá bán lẻ nha. Đây bên đây cũng có bánh nữa nè, bánh chuối, bánh cúng nha, bánh bò. Cô bên đây thì bán bánh ít nè. Bánh ít, khoai mì. Cô bên đây thì bán khoai mì với khoai lang. Dạ. Khoai mì nướng hả cô? Quay lần hồi mới vô mua giùm đó nha. Dạ. Ai ủng hộ giùm cho chị mình á. Dạ. Quay lần mua để đâu cơ. Rồi dao kéo bao xài luôn nha chị em ơi. Đây quay quay anh bán dao mua dao luôn. Quay bán dao khỏi mua. Dao cải tàu luôn nha em. Cải dao nổi tiếng ở anh chục năm nay là hàng dao cải tàu. Cải tàu thượng á. Dạ. Cái nào đó vậy? Dạ. Cái dao đó là khoảng nhiêu đây anh? Cái dao này 120 mà để 100 ngàn. Wow. Dao bao bán luôn. Ủa, cái dao này để chặt cây á. Chặt là chỉ bể thôi chứ không có bị nhéo. Nó dạ. Là mình hàng cứng quá là nó bể thôi chứ không có nhéo. Dạ. Dao nhìn bự mà giá rẻ quá. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Đây cô bán khoai mì nướng nè, rồi khoai lang. Dạ. Mía nữa hả cô? Dạ. Khoai lang là cô bán làm sao vậy cô? Dạ. Rồi cô bán cho con nửa ký khoai đi. Khoai nào cũng được cô. Dạ. Bên kia là khoai môn nè. Đó. Bịch mía đưa em giùm cái thôi. Bịch mía. 25 ngàn được không? Dạ được. Cô giá ngọt lắm. Được, 20 gì xong đây khoai mì nấu đây. Đấy. Đó, rồi cảm ơn cô. Bên đây á
Bên đây cô bán trái bầu nè, trái mướp đó. Rồi một ít trái đu đủ đó. Bên đây có trái mít Thái nè đó. Bên đây cô có cái đòn bánh tét nhỏ xíu nè. Cô cho con xin quay cái đòn bánh tét này cái nha cô. Nhỏ xíu à. Dạ. Này cô gói sao khéo tay quá ha. Dạ con bên cái lại. Dạ. Quay mua bịch khoai á. Dạ. Con quay YouTube á cô. Dạ. Đây mấy cô qua bán bánh sắp hết rồi nè. Đấy. Còn có đồ 5.000 á, mua luôn đi. Dạ. Cho bả về luôn. Cô bên đây bán gì? Hả? Chạy xe ôm. Cô chạy xe ôm luôn hả? Ừ. Dạ. Rồi. Sáng giờ được mấy cuốc rồi cô? Mới gà tới. Dạ. Ngồi đây cũng đón khách. Đây là cái bến sông phía sau nè cô chú. À, đây có chị bán mít nè, bán chuối nè. Hay phía sau này có cô đây chiên chiên bánh chuối chiên. Đấy. Chào cô, cho con xin quay giới thiệu luôn nha cô. Dạ, đây chuối chiên nè. Ở đây cô ngồi phía sau và xong có mình cô à. Chỗ đây là cái bãi sông mà bà con đi chợ thì đậu xe ở đây chứ chỗ này thì không có giữ xe cô chú. Đấy. Đây cô đang chiên nè, hình như là cô chiên bán không kịp luôn á. Đó. À dạ. Dạ. Đây cô làm nè. Đó. Cái kia là chín rồi hả cô? Cái này là chín rồi, cái này chưa. À dạ. Hay hết chỗ ngồi nên cô phải ngồi đây luôn hả? Ngồi đây rồi đưa cho bà chị bán bên đó đó. À là cái chị bên cái cô bên đó đấy ha. Ừ, chị bán bên ngồi lại đó. Dạ. Rồi con cảm ơn nha cô. Dạ. Cô ngồi ở đây gần bờ sông đón gió mát nữa. Mát chứ khó làm á. Dạ. Gió thổi lửa. À gió thổi lửa khó làm hả cô? Khó làm lát phải che đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Hãy đi vô chợ tiếp nha cô chú. Bên đây có quầy bán mắm nè, bán chao, tương hộ. Dạ. Ở đây cái dừng đụng dặn chao của chị là sập ăn tháng. Ăn đụng chao là ăn chay tháng luôn hả chị? Đấy rồi. Ở đây nước mắm mình như là nước mắm nhà nấu hay sao nè? Mắm Phú Quốc hả chú? Mắm. Dạ. Ai Phú Quốc? Đây có loại 15 ngàn lít nè, 20, 25 và 35 ngàn luôn. Trăm mấy cũng có. Trăm mấy cũng có nữa hả chú? Ừ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, là chú bán nước mắm nè hả chú? Đâu có. Đâu có bán. Dạ. Chú bán bên đây. À, chú bên đây là bán bánh nữa nè. Bên đây thì cô bán xôi nè cô chú. Xôi nếp cẩm với lại là xôi đậu đen hả cô? Đậu đen sữa. Dạ. Đây cô bán xôi. Đây là cái gói lộn xộn đó hả cô? Thập cẩm. Dạ. Một gói vậy là bao nhiêu vậy cô? 5.000. Dạ. Rồi con mua ủng hộ cô một gói. 4 gói này nha. Dạ. Cái gói này đi cho nó nhiều màu sắc nè. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Ở
Ở đây xôi mấy cô bán một phần ăn sáng như là 5.000 nè. Ăn sáng ngày ăn gói xôi xong cái 9-10 giờ mới ăn cơm. Đấy. Cô bên đây thì bán bánh ướt nè, bánh bò, bánh bèo nữa. Dạ. Bên đây thì bán trái cây nè cô chú. Bên đây thì có mấy cô bán tôm nè, cá nè. Đó. Chợ này sáng sớm là mấy cô bán xôi bán đồ ăn sáng mau hết lắm. Giờ này là mấy cô bán sắp hết rồi nè. Đây cô này thì bán cũng bán bánh bò nữa nè. Ồ trời thiên ở đâu đây vậy nè. Rồi xin chào. Hôm nay gặp trời thiên luôn. Rồi, tâm trạng với bác giới đâu đại thánh? Sư phụ bị yếu quá bác rồi sư huynh. Yếu quá bác hả? Tại vì trần gian quá trời nhiều động bằng to quá trời cho nên bây giờ tôi không muốn cái động nào để tìm phụ nữa. Yêu quái nào yêu quái trở lách ra đâu? Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Dạ. Là bán cái số luôn. Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy là anh đại thiên này ông đi bán vé số. Dạ. Dạ. Con tưởng đâu ông đi vô chợ để mua vui hay là cái gì. Chú nói đại thiên bị tâm trạng đuổi giờ đi bán vé số à? Dạ. Cô bên đây thì bán đậu nè, có cái lọn bông bí. Con chào cô, cho con xin quay cái bông bí này cái nha. Dạ. Đây cái bó lọn bông bí nhìn rất là đẹp nè cô chú. Bông bí này thì về mình xào hoặc mình nấu canh ăn rất là ngọt. Cái gì ăn cũng ngon. Dạ. Tại vì trong cái nhị của nó cô chú nó có mật á, mình nấu ăn rất là ngọt luôn. Cái nhị để ăn luôn à? Dạ. Chỉ đặt có cái cuốn này với cái. Dạ. Với mình xước cái cuốn này nè. Dạ. Xước lên là được rồi. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Đấy, bên đây bà con bán trái cây nè cô chú, chôm chôm ha, rồi có sầu riêng nữa kìa. Bên đây có các cô bán chầu cao nè, đó. Rồi đồ cúng. Đây nè, các cô bán trầu cao nè, rồi có rau rau lan đó. Phía trước chợ giờ này cũng đông lắm nè cô chú. Đây, bên đây cô bán đồ ăn sáng, cô phục vụ tận nơi luôn nè. Dạ. Bên đây là có chôm chôm nè cô chú, măng cục ha. Rồi sầu riêng nữa nè. Đó. Dạ. Sầu riêng từ 45 tới 65.
mua loại nào mấy tấm cốc cốc nhỏ 45.000. Sầu riêng từ 45.000 một ký cho đến 65.000 một ký. Cái này là ghi 6 đó hả cô? Đây có nhãn cơm xuồng nè cô chú, rồi măng cục nè, rồi xoài nè, rồi bòn bon nữa. Đấy. Đây chôm chôm. Sòi cắt qua lọc. Đây bên đây cô này bán rau nè. Chào cô. Cô bên đây là cái lá khổ qua hả cô? Dạ. Cái này mình về nấu canh luôn hả cô? Dạ. 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 Đây rau cải trời nè. Dạ. Cái này là chanh giấy hồi xưa hả cô? Dạ. Chanh giấy anh con nó thơm lắm. Dạ. Đây đậu bắp nè, rồi rau nhãn lồng nữa nè. Có ốc gạo ốc đắng nữa nè. Đó, cô vừa bán vừa lặt luôn. Rồi con cảm ơn cô. Chợ bây giờ thì bà con đi bắt đầu đông hơn rồi. Đây, bên đây có cô bán đậu hũ nè. Đó, cô bên đây cũng có mấy trái sầu riêng. Ở đây thì có cô bán những cái loại gỗ bằng tre nè, gỗ đang bằng tre ha, dao kéo đồ. Bên đây có cái quầy ăn sáng nè cô chú. Đây quầy ăn sáng cũng đông khách lắm. Đây chị có bán bánh tráng nè, rồi bán cơm dẹp đó. À, cô bán cơm dẹp làm sẵn luôn hả cô? Dạ. Đây. Cái này là cô bán bao nhiêu một gói vậy cô? Dạ, rồi cái bột bự nè. 10.000. Dạ. Ừ, sẵn đâu vừa luôn rồi đó. Kể cho con bột bự đi. Bỏ ở đây luôn nè. Dạ. Dạ, là mũ luôn. Là mũ thì bớt em 5.000. Đây. Chị có bán cơm dẹp còn sống nữa kìa. Đó. Đây cơm dẹp còn sống luôn hả chị? Đây. À, 1 lít 10.000 à. Cái này là mình bán lít ha. Bán ký, nửa ký là nó 2 lít. Dạ. Vậy là nửa ký là 2 lít. Dạ. Thì có bánh tráng mì, bánh tráng gạo nữa nè. Đó. Dạ. Có cơm nữa. À, cơm gạo. Rồi em cảm ơn nha. Ngày mình bán chạy chợ gì chị? Dạ. Dạ năm nay tình hình chung luôn rồi. Dạ. Rồi đi sâu vào dưới đây là khu chợ cá nè cô chú. Đấy. Chỗ này thì bán quần áo nè, rồi vớ đồ buộc tóc đồ.
Đây bên đây có chú bắn bông nè. Đấy. Chào chú. Ở đây có cái quầy gạo nè cô chú. Gạo huyết rồng ha, rồi gạo móng chim, nếp thái nè. Đây bên đây chú này bán quần áo cũng nhiều đa dạng. Khu chợ cá này phía dưới cũng đông lắm cô chú. Ở đây là cái lối đi nhưng mà em thấy bà con đi xe máy vô cho nên nó hay bị kẹt xe chỉ khó đi hơn. Đây, ở đây mấy cô bán mới trái cây nè, có nhãn, có chôm chôm, có sầu riêng đó. Rồi có mít đu đủ chết gió đại tài luôn mấy cô. Cây giá này, cây giá hai, cây giá gì, đây ở đây có cô bán cô cái mít này gọi là mít tú nữ hả cô? Mít tú nữ là dạ. Đây mít tú nữ nè. Thì mít mã lai. Mã lai là cái này. Cái tú nữ là cái gai nó nhiều hơn phải không cô? Dạ, đây. Mít tú nữ. Dạ, con cảm ơn cô nha. Đây là đồ nhà của mình ha, mình mua lại cô. Mua bán lại không ha? Dạ. Đây cô có trái thơm quá trời bự luôn nè. Đầu quá trời lớn luôn cô chú. Trái này chắc cỡ 4 ký mấy 5 ký hả cô? 3 ký mấy. Dạ. Quá trời bự luôn. Dạ bên đây có cô bán cá nè. Cái này có phải sầu riêng trùng bò không cô? Dạ. Dạ, trùng bò trái nhỏ nhỏ nè. Ở đây có cô bán cá nè cô chú. Dạ con đi quay giới thiệu chợ cảnh chợ. Đây là cá giăng lưới luôn hả cô? Dạ. Dạ. Đây. Thấy cô bán sáng giờ cũng chậm lắm. Sao cô không ngồi khu chợ cá cho dễ bán cô? Dạ. Đây, lâu lâu cô mới bán nha. Dạ. 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 Rồi con cảm ơn cô. Bên đây có anh bán khô nè. Dạ, mình bán chạy chợ luôn anh. Dạ. Mình có hay qua bên Tiền Giang bán không anh? Bán vòng vòng Bến Tre không hả? Dạ. Qua Tiền Giang rất qua. Dạ. Em thấy qua phà cái mình đi chợ chợ Ba Dừa á cũng gần nè, em thấy chợ đó cũng đông lắm á. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Qua phà đi khoảng chừng 5 cây là tới à. Phà Thế Lộc nè, phà Sơn Định nè. Dạ, qua bên Long Khánh đó. Chợ đó đông dữ lắm. Rồi em cảm ơn nha. Đây cô này bán măng cục nè. Cô ghi cái bảng là măng lão Vĩnh Hòa Phú Sơn. Ở Phú Sơn của chợ Lắp Trồng luôn á cô chú. Rồi có sabo nè, dưa hấu.
Bên đây chị bán có quầy rau nè, có cà chua bi đó. Rồi hầu như là những cái quầy rau ở đây là rất là đa dạng. Đây là cô chú, mình đi qua đây để vô khu vực chợ cá ha. Chỗ này thì hơi tối một chút xíu. Ngay chỗ này thì có những cái sạp quần áo. Đây, bên đây bán quần áo nè. Bên đây có một số cô sạp rau củ ở đây nữa. Đó. Chú này thì bán tôm khô, khô mực nè. Đây, cô bên đây bán cái tép thơm cũng rất là lớn nữa nè. Đậu ghé bị đau, sổ 5.000 một tái, bầu sổ 5.000 một tái. Đây cô có bán chôm chôm nữa nè. Đó. Cô này là chôm chôm Thái của chợ Lách mình luôn hả cô? Chôm Thái chợ Lách, mà này hàng giạc. Hàng giạc hả? Dạ. Giạc nó rẻ. Dạ, cái này là của nhà vườn cô luôn hả? Dạ, cô 4.000 ký hàng giạc. À, hàng giạc là 4.000, còn mà hàng ngon là bao nhiêu ký cô? Mười mấy ngàn. Dạ. Sao ghẻ vậy cô? Dạ, sao con thấy mấy chợ kia người ta bán 30-40 ngàn ký luôn á. Dạ. Cô cái chôm chôm á nó có nhiều giống không cô? Chôm chôm Thái nó có nhiều loại không cô? Nó cũng nhiều loại, ngay loại chôm chôm mới giờ đó. Con nghe người ta nói chôm chôm Indo nè. Rồi của Cái Mơn, rồi của Long Khánh nữa. Mà con nghe nói là của Cái Mơn là sẽ bán cao hơn của Long Khánh. Long Khánh là ăn nó lạc hơn. Dạ. Vườn cô trồng nhiều không cô? Dạ. Hồi nãy con đi ngang vườn mà thấy có vườn trái con nhỏ xíu à. Rồi, con cảm ơn cô nha. Dạ, con ở bên cây lại. Dạ. Cái lại qua phà là chạy ngang mấy vườn chôm chôm. Rồi. Dạ. Cái lại sầu riêng nhiều lắm. Đây cô có bán cái trái thơm bự nè. Chôm chôm nhà cô sắp hết mùa chưa? Hết rồi. Dạ, thì có vườn có trái sớm, có vườn thì để muộn hả cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Đây, một số quầy rau củ ở đây nè. Rồi đụng độ hát nhạc ở đây nữa rồi cô chú ơi, không biết sao quay đây. Bên đây là khu chợ cá nè. Đó. Sớm thấy bà con bán cá đây nhiều lắm. Giờ này bà con bán cũng bớt cá rồi. Đây là khu nhà lồng bán cá thịt nè, trong đây nè cô chú. Đấy. Anh này bán trứng cút 4.000 một chục. Đấy. Đấy.
Bên đây cô bán cá gì nhỏ nhỏ nè. Cô con cá này là con cá sát phải không cô? Cá lăng hơ hả cô? Khác hả? Khác hả cô? Cho con xin quay cái nha. Dạ. Dạ. Con nhìn con không phân biệt được. Con cá dứa nó lớn con lắm hả cô? Đúng rồi. Vậy là con cá sát đó là cá dứa con đó hả cô? Đúng rồi. Cá này nó bự cỡ nào được cô? Bự cỡ bá lửa luôn. Bự cỡ bá lửa luôn hả? Bự lắm. Dạ. Bự là có thể là hai ngón tay khi là ba ngón tay cũng được. Dạ. Chứ còn lên ký thì chắc không có nha cô. Dễ gì? Cá này có cái này đâu có nha. À. Rồi con cảm ơn cô. Chỗ này kẹt xe luôn rồi nè, quá trời đông rồi. Đặc biệt là cái lối mấy cô đi vô mua cá. Quay chị Văn Khớm nha. Dạ. Đây có chị Văn Khớm nè. Quay anh Văn Khớm luôn đi. Rồi dao kéo bao xài nha. Quay anh Văn Khớm luôn đi. Dạ. Không sao, không phải mặc quần gách là được rồi anh. Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Dạ ống kính đó đây. Dạ đây anh bán khóm 10.000 trái nè, 6.000 trái sợi cát và lọc là 25.000 ký luôn. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Đây dạ ngày mai, sáng mai. Chợ cá đông lắm cô chú. Để cho thoáng thoáng chút xíu nữa em đi vô. Chứ quải cái ba lô cái đi vô sẽ bị vướng mấy cô. Dạ. Dạ cơ anh ống kính đó đây cô. Dạ. Em đi qua bên đây trước nha. Đấy. Đây có cá lóc nè, cá chê nè, cá rô. Đó, bây giờ chỗ này thoáng rồi, đi được rồi. À, đây cô, mấy cô bán cá chốt nè, rồi ếch đồng, à, cá chốt xong. Wow, cá lóc đồng bự luôn. Cho em xin quay con cá này cái nha chị. Đây là cá chốt sọc đó chị. Cá này trứng không mà cô chú. Có ếch đồng nữa nè. Còn bên đây là chị bán cá lóc đồng luôn. Cá nào ếch đồng thì đi ngay luôn đạp. Cá này lớn quá cô chú. Có cua sai nè. Ô con cá nó ra chị ơi. Dạ. Chị bên đây thì có bán cá ngát nè. Với cá phèn. Đấy. Cá ngát cá hú còn sống luôn nè cô chú. Cá chốt cá phèn bên đây là phải nói cá là bao ngon luôn. Dạ. Quay chị bán cá luôn nha. Dạ em bên cái lại. Tên gì đáng chiều quá cô thôi. Dạ kênh em là ống kính đó đây. Vậy. Dạ ống kính đó đây. Ống kính đó đây hả? Ống kính. Ống kính đó đây. Dạ. Mai mới có hả chị? Sáng mai. Ống kính đó đây. Dạ. Ở hết Tiền Giang hả? Dạ. Chị gì bán cá đây? Rồi ngày mai có chị Tư bán cá. Dạ.
đây cá chốt. Cá chốt mùa này nhiêu ký đi chị? Dạ cá chốt này ngon lắm nè. Dạ. Này mua về kho xả hoặc làm khô của nó là bao phát luôn. Tôm xong, tép xong, cá phèn. Dạ. Dạ. Nhiều khi gặp một số cô chú khó khăn trong chợ thì cũng có chia sẻ. Dạ. Mấy người kia đi ta cũng có cho người bán vé số, người nghèo rồi đó. Dạ. Cho người thấy khó khăn 2 tao, có khi 5 tao. Dạ thì nhiều khi cô chú bán vé số mà có hoàn cảnh khó khăn á, chứ có người bán vé số thì nhiều khi còn khỏe thì mình không có chia sẻ được. Dạ. Chia sẻ nhiều quá thì không có đủ kinh phí. Đủ dạ. Lắm mới cho thôi. Dạ đúng rồi. Mà vậy đi. Dạ. Chứ còn được thì còn còn chứ. Dạ. Dạ đúng không? Dạ đúng. Biết bao nhiêu người. Dạ mấy cô chú mà bán vé số lớn tuổi hoặc là bị bệnh rồi đó thì mình hỗ trợ. Dạ. Cô mình phải cho chứ còn nấu ai cho. Dạ đúng rồi. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Ông kính Tiền Giang phải không? Ông kính đó đây. Ông kính đó sao? Qua ông kính Tiền Giang luôn. Ông kính đó đây. Dạ. Mời bắt rồi nha. Dạ. Bên đây là cũng sát bờ sông luôn nè cô chú. Rồi. Bên đây có cá lóc nuôi bè nè, cá rô, rồi ớt. Bên đây ở dưới sông có cái ghe người ta chở cá hay là gì nè. Sát bờ sông này gió mát luôn. Đó, chị bên đây có cái quầy cá cũng nhìn rất là ngon luôn nè cô chú. Cá nuôi bè, rồi cá sông. Đấy. Chị cho em xin quay con cá này cái nha chị. Bên đây là cá chạch lấu nè cô chú. Rồi cá chẽm nữa. Cá tra. Bên đây có cá ngát còn sống luôn. Bên đây là cái khu bán gà vịt bên dưới nè cô chú. Ở đây các cô bán gà vịt ngồi kế những cái hàng cây xanh với lại cái bụi tre nhìn rất là mát luôn. Bên trong đây là những cái sạp thịt nè, rồi những cái sạp các cô làm chả cá bên trong. Chợ giờ này cũng còn đông lắm nè cô chú. Rồi mình đi chợ tiếp nha. Đây bên đây các cô bán gà vịt nè. Đó. Dạ. Khu bên kia thì làm vịt bên dưới, còn các cô bán gà vịt thì ngồi ở đây. Đấy. Đây có gà nồi, đó, gà thả vườn. Đấy. Dạ. Đó, bán vịt bên dưới thì các cô làm vịt ở bên dưới ha. Em đi tới đây thôi, chỗ làm gà vịt thì mình không có đi vô đó quay quay không được nha cô chú. Rồi quay gà nha.
Bên đây thì bán hải sản nè, tôm, mực rất là tươi luôn. Bên đây chị bán cá sông. Chào chị. Chào, hôm nay bán được không chị? Hôm nay 16 á. Dạ, 16 người ta mới bán nhiều chứ. 16 ta gà vịt. À, 16 gà vịt hả? Dạ. Dạ. Là người ta hay mua về cúng đó hả chị? Dạ. Đây chị bán cá sông nè. Dạ. Đây cá ngát còn sống luôn nè. Đó. Cá câu luôn hả chị? Câu còn cái lưỡi câu luôn hả dạ? Lưỡi câu á. À. Nó nuốt sâu quá người ta cắt luôn hả chị? Đúng rồi. Đâu có còn nó ra được. Dạ. Vậy mà nó cũng còn sống nè. Ồ. Hay quá. Về miền Tây những cái con sông lớn á là câu hay có cá ngát lắm. Cái này là lên kênh nào ạ? Dạ kênh của em là ống kính đó đây. Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô đây luôn. Bên đây có mấy cô bán chôm chôm nữa kìa. Chôm thái. Dạ. Chôm thái này là của chợ Lách luôn hả cô? Dạ. Nhiêu ký cô? 20 bánh. Dạ. Sao ghẻ vậy ta? Dạ. Bán cho con chùm đi. Bán cho em chùm đi. Dạ. Sao em nghe nói chôm chôm thái có nhiều loại chị? Thái này thái ngon lắm. Dạ hả? Dạ. Dạ. Rồi cho em gửi đó hồi em lấy được không? Được. Em trả tiền trước. Dạ. Cho em thử một trái thử ngọn chị. Rồi em cảm ơn nghe. Cái món này ai? Dạ. Chị bỏ cái này bỏ thằng em được không? Dạ, dạ được. Rồi, cảm ơn nha. Đây, chôm chôm thái nè cô chú. Đấy. Cái này của nhà vườn mình luôn hả chị? Đúng rồi, nhà bẻ em ra bán á. Ồ, quá trời tươi luôn nè. Dạ. Đấy. Lấy bọc cho chị hốt cho. Chôm chôm ngon nhất là loại chôm chôm thái nè cô chú và chôm chôm nhãn. Chôm chôm nhãn thì giá cũng rất là cao. Bên đây có cua nè, cua đồng nè. Đấy. Ồ, có mấy cái càng con cua kình lớn nè. Đấy. Ở đây mấy cái quầy rau của mấy chị á, vừa bán cá mà vừa bán chôm chôm, rồi chị bên đây vừa bán rau mà cũng có chôm chôm nữa nè. Đấy. Rồi em mời cô chú dùng thử trái chôm chôm thử ngon không nha. Em thấy rất là tươi. Chôm chôm tróc rất là ngon luôn cô chú. Đấy. Chôm chôm của chị vừa rồi á là rất là ngon và ngọt, cái vị ngọt rất là thanh luôn cô chú. À, đúng là khi mà về xứ vườn á bà con bán rất là rẻ luôn ha, chứ nếu mà đúng chôm chôm của chợ Lách Té Mơn á là hôm qua chợ Đình Trị em đi là bán từ 50.000 55.000 một ký. Đây cô bên đây bán rau. Bên trong nhà lồng này cũng rất là rộng nè cô chú. Cái dãy bên dưới thì mấy cô bán rau củ rồi nè. Như cô bên đây thì có bán bông súng nè. Đó, có bông thiên lý. Dạ. Cô có bán mấy trái bắp nữa nè. Này bắp nếp hả cô? Dạ. Cái này bán sao vậy cô? Rồi lấy cho con hai trái đi. Dạ. Dạ.
Cô bên đây bán gì? Cô bán gì đây con? Dạ. Cô đi chợ hả? Bán mấy số. À, cô bán số hả? Bán xong chưa cô? À, dạ. Dạ. Một ngày cô bán được mấy tờ cô? Một ngày cô bán được... Dạ? 30 tờ hả? Rồi sao sống, đủ sống cô? Dạ. Dạ. Hiện tại là cô sống với ai? Sống với mình. À, rồi gia đình của cô đâu? Dạ. Dạ. Vậy là cô cũng khó khăn hả cô? Vậy thôi gặp cô ở đây nè, mới hỏi cô mấy câu với cô xúc động luôn rồi. Cô ơi, con thay mặt cho anh Tuấn và chị Thu ở Mỹ gửi tặng cho cô phần quà 200.000 nha, để tiếp cô trong cuộc sống. Mới hôm qua hôm kia cũng là mới hôm qua hôm kia gì đại gia cô, mới hôm qua hôm kia gì cũng đỡ cho cô. Có không cô? Vậy hả? Mới hôm qua hôm kia gì cũng đỡ cho cô hai lần. Dạ cũng. Thì cũng đi. Dạ vậy hôm qua cũng có một bạn tặng cho cô. Hôm kia. Dạ hôm kia nha. Dạ. Thôi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thôi chào cô. Rồi bắt tay luôn. Dạ. Con trả tiền bắp cho cô chưa? Trả rồi phải không? Con sợ con quên. Rồi cảm ơn cô nha. Đây cô có bán bông súng nè, bông thiên lý. À cái quầy ở đây là của cô này nha. Còn cô là bán bắp. Dạ. Quay giới thiệu cho cô bán cái kia là đột bầu hả cô? Dạ. Đây cô bên đây bán đột bầu nè. Đó. Thế đột bầu thường xào hoặc luộc cũng được hả cô? Dạ. Chợ hôm nay bán đỡ không cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Trên bên trong đây là bán gà vịt làm sẵn nè, rồi bên đây là thịt heo. Đó. Để em đi vô trong đây xong cái mình quay trở lại nha cô chú. Bên đây thì có một số cô làm chả cá nè, bán mực, sông có nè, cá nuôi bè có nè. Rồi mình đi qua bên đây cái nha cô chú, thấy bên đây bà con bán cũng đông lắm nè. Đây ở đây cũng có chôm chôm nữa nè. Đấy. Rồi có mắng cầu, rồi xoài. Đây chôm chôm Thái. Đây cô bên đây cũng bán chôm chôm nè. Chôm chôm này bán sao vậy cô? 25.000. Dạ. Cái này là chôm chôm Thái ở đây hay là ở đâu cô? Ở đây đúng rồi. Dạ. Rồi cô bán cho con 2 kg đi. Sao có trái nhỏ xíu nè cô? Nhỏ xíu hả? Dạ. Đấy. Anh là muốn 500 nhỏ trước cũng có kìa, 15.000 ký à. Dạ không, con lấy cái trái này thôi. Lấy trái lớn đi. Dạ. Dạ. Cái này vườn hay là cô đếm lại cô? Vườn. Là vườn của cô luôn hả? Có. Của vườn anh em cho. Dạ. Vườn nhỏ xíu à. Em muốn mua rồi. Vườn chủng này ngon lắm nè. 2 ký thôi nha. Cho con thử con trái được không? Thử nha. Dạ con không mua chứ. Đây cô chú ra đây sáng mình thử đem trái nữa nha. Nãy có mua đằng kia rồi nhưng mà thấy đây ngon cũng muốn mua nữa nè. Dạ. Đây. Cô cứ bỏ lộn xộn đi. Xanh nó cũng ngọt phải không cô? Ừ, rất là ngon luôn cô chú.
cô cho con gửi đó, cái con trả tiền trước nha. Chút cái con về con lấy. Dạ thôi được rồi. Dạ. Đây chôm chôm của cô này bán rất là ngon luôn cô chú. Dạ. Ở đây cái nhỏ này cô quản giới thiệu là có 15 ngàn thôi. Thì cái size nó nhỏ. Đây măng cục nè. Đó. Còn giải nữa nè. Đó. Cái đẹp cô để đây nè cho bà con nó thấy thích chứ. Dạ rồi, cảm ơn cô nghe. Dạ. Bên đây có các cô bán quần áo nè, đó, đầy đủ luôn. Đây bên đây có quần áo nữa. Ở đây khúc này cũng còn bán cá nè cô chú. Để em quay sơ cái đây cái mình đi trở lại ha. Chợ Lách hôm nay em thấy cũng khá là đông vui. Đặc biệt là chợ vui nhất là vào mùa trái cây thì sẽ nhộn nhịp hơn. Cô bên đây thì có bán mắm nè. Chào cô, cho con xin quay giới thiệu mắm nha cô. Dạ. Đây có cô bán mắm bên hông nha, có ba khía nữa. Đấy. Bên đây là mắm cá lóc nè. Đó. Bên đây là mắm cá linh với cá sặc nha cô. Đấy. Bên đây là mắm tôm nè, mắm tép. Đó. Bên đây là ba khía nè. Đó. Dạ bên đây là dưa mắm. Cô chú mà xa quê mà nhìn những cái quầy mắm vậy là rất là nhớ quê hương. Rồi con cảm ơn cô nha. Cái kia là cô bỏ mối hả cô? Dạ. Cô bên đây thì có bán bơ nè. Đó. Rồi đi tiếp ra phía trước luôn nha cô chú. Giờ này nắng lên nè. Lúc sớm thì trời không đẹp nhưng mà giờ này trời đẹp rồi cô chú. Đó, bên đây thì có chị bán khô nè. Khô cá sặc bổi nè. Khô cá đù. Đây cô này bán mấy cái bí nụ nè. Cô bên đây thì bán chôm chôm. Chôm chôm cô này rất là tươi luôn nè, mới hái lá tươi luôn. Sầu riêng nữa nè, rồi măng cục nữa. Đấy. Thường thì chôm chôm mà những nhà vườn á thì hái ra thì sẽ bán thấp hơn các cô ở trong chợ 5 ngàn. Như cái cô chôm chôm vừa rồi em mua là 25, còn cô đợt trước thì bán 20. Bên đây cô cũng có bán mắm nữa nè. Chào cô. Đây, con xin quay giới thiệu với nha cô. Đây là sạp mắm cô Mười Lại. Đó. Có số điện thoại luôn nè. Dạ. Chợ dạo này bán đỡ không cô? Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha.
Bên đây thì có quầy chả lụa nè. Chị đang nướng nem. Khúc trên đây thì ít người đi hơn cô chú. Đi ra đây là phía trước mặt lộ chính của nhà lồng chợ Lấp. Đây bên đây có một số quầy nước nè. Đó. Ở đây là nhà lồng khu B. Hình như em nghe nói đây là nhà lồng mới của chợ Lấp đó cô chú. Bên kia thì có cửa hàng Honda, cửa hàng bán xe máy Honda của cô chú. Cái hướng này là mình đi ra chợ Lấp cũ nè, cái cầu chợ Lấp cũ lúc sớm đó cô chú. Nhưng mà tại sáng ngày em đi cái đường bờ kè đi vô chợ tại chợ. Còn hướng này á là mình đi về các cái khu vực trung tâm của đi về chợ Cái Mơn, đi hướng này nè cô chú. Rồi mình đi về những cái làng hoa kiển của chợ Lấp, như là làng hoa Phú Sơn nè. Đó là mình đi về đường này luôn. Rồi cái khu nhà lồng chợ cá sớm giờ mình đi á chính là khu nhà lồng chợ Lấp khu B nè, xin lỗi khu A nè cô chú. Phía trước thì bán hoa rồi bán một số đồ dùng nội thất gia đình ha. Còn phía sau là chính là bán cá. Còn cái khu ẩm thực sớm em quay á, các cô bán hủ tiếu bánh canh á, đó là chắc là khu C. Ở đây có cửa hàng Thế Giới Di Động nữa nè cô chú. Tại nói trời á, còn ai chứ không có à. Ai nói chơi gì con? Thì nói cô đây à. À, các cô kia nói giỡn. Giỡn thì em thương này ai không biết luôn. Dạ. Mà hoàn cảnh mà có giờ cô cũng không nói nữa. Dạ. Mà khi cô đi làm và giấy tờ đi động cho mà cô nghĩ á, tài dạ. Cho mình ăn giỏi không? Dạ dạ. Vài ngày qua. Dạ dạ. Chứ không có gì hết à. Dạ dạ. Thôi nhân con. Dạ, con biết mấy cô kia nói chơi mà. Thì con không biết, cái này con không biết. Dạ. Cảm ơn nha con. Dạ. Ở đây có cái chỗ giữ xe này cô chú. Lúc sớm em không biết, tưởng là không có chỗ giữ xe, cái em đậu đại ở sao luôn. Đi quay chút xíu mà xui xui là về chắc đi bộ về luôn cô chú. Đây có một số quầy các cô. À, bên đây có bán khoai nè, bán bánh mì, bánh bao, nem nướng hồ lô nè, 10.000 một cây. Bên đây là cái khu bên hông chợ cá lúc nãy em đi nè cô chú. Trong đây thì có một số cô bán bánh mì nữa nè. Dạ sao cô? Dạ. Chở bánh lại dùm thôi hả cô? Rồi chở rồi. Dạ con mới mua rồi, con có mình con à. Cô thông cảm nha. Dạ.
Ây, chị bên đây thì bán heo quay nè. Đó. Tại vì sáng giờ mình mua cũng khá là nhiều của cô chú mà có mình nè. Rồi mới mua ổ bánh mì, cô kêu lại là trở dùng cô cái ổ bánh mì, xong cái cô kêu là phải mua cho cô. Đấy, bên đây có một cái cửa hàng bách hóa xanh nè cô chú. Đấy. Đối diện bên đây thì có điện máy xanh nè. Một ngày cô bán được mấy tờ cô? Bán 30 tờ hồi tại để lý. Dạ cô sống với ai? Sống với mình. Dạ rồi gia đình con cái cô đâu? Dạ. Nhà đây nè. Dạ. Con tình yêu như nhà anh biết à? Dạ. Cô hỏi chính quyền, hỏi cô quyền cũng biết đâu chi nữa. Mà con của cô là ở riêng hả? Con cô ở chung mà đều nó bệnh. Đứa chồng nó bỏ, bỏ ba đứa cháu ngoại cũng nuôi cơ. Điện nước cũng đóng hết trơn. Dạ, rồi con của cô có đi làm gì không? Là đi làm hồ, là trách nhiệm. Là chị gái mà đi làm hồ hả? Không phải, chị gái. Chị gái là nó trách nhiệm, chồng bỏ lắm con ơi. À, rồi cái chị đó có đi làm gì không cô? Có, bán rau cúp, 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 bán rau. Dạ con không có vô đâu. Dạ thì thôi để gặp cô ở đây con thay mặt anh Tuấn với chị Thu ở Mỹ gửi tặng cô phần quà 200.000 nha. Dạ. Cảm ơn anh Tuấn với chị Thu. Dạ. Dạ sức khỏe được. Dạ con hỗ trợ cho cô chăm sóc mấy đứa nhỏ. Dạ. Thôi để đây. Cô cảm ơn nha con. Dạ dạ. Chào cô nha. Dạ. Cô Chi bán vé số ở Chợ Lách. Dạ. Chắc cô bán cũng lâu lắm hả cô? Cô bán năm nay cũng là 96 năm, năm 96 tới vợ con. Dạ. Nhà mình không có làm vườn vậy hả cô? Không, đất đai nó dạ. Từ năm 96 tới giờ. Năm 96 tới giờ. Khổ lắm, bị nó lừa đảo vé số giả rồi thường và nó mua ai. Dạ. Cô đừng có chuyện dạy chăm cái thường 4 triệu 4 triệu. Cô đừng có đổi. Cô đừng có nhận đổi số. Thì cô không thấy đường nó gạt cô bạn. Đổi thì mình đổi rồi đây ta mua đổi cho mình. Nhận mua ngoài nó mời nó dạ cô bạn cô ở thị trấn này nha. Cô này cũng mối với số đây hả? Ngày nào cũng tôi thấy cô đứng nghe cô. Dạ. Tôi cảm ơn cô nhiều nha. Thôi, chào cô nha. Dạ. Tôi về cô nói cô cảm ơn. Dạ. Dạ, nhân thân nhân trợ với chủ nhà biết nhận thanh lý cho mình luôn. 25.000 trái cô ơi. 70.000 thanh lý còn 25.000 cái chảo cô. Đây bán đồ đồ bếp gia đình nè, chén tô đồ thanh lý nè cô chú. Đấy. Quá rẻ luôn. Và chưa khách hàng chúng tôi có chương trình mua hàng tự chọn đồng giá sản phẩm. Đây là cửa hàng xe máy Honda nè. Em đi vòng vòng ở đây cho cô chú mình tham quan luôn á. Như đây là nhà lòng khu A nè cô chú. Đối diện ha. Còn chỗ này là khu B nè. Và các nhà hàng nhờ bạn cho dễ dẹp cho thân lý. Bên đây có mấy chú xe ôm. Chào chú. Chạy xe không hả chú? Chạy xe không cơ. Dạ, sáng giờ được mấy cuốc rồi chú? Chạy sáng giờ nói chung là cũng được cà phê rồi ăn sáng là được rồi cơ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi. Bên đây thì anh này có cái xe Dương Châu, cơm Dương Châu. Đấy. Một vé thôi. Ở đây em thấy có cái nhà đang sửa chữa xây dựng gì lại nè cô chú. Đấy. Sáng ngày mấy anh làm đây cũng nóng lắm nè. Giờ nắng lên rồi. Ở đây có một số cửa hàng bán tạp hóa nè,
rồi tiệm thuốc tây. Như bên đây là cái khu chợ cũ hay sao này cô chú? À, đây có mấy cô bán cua biển nè. Đây cua biển. Dạ con đi quay. Dạ. Dạ. Cho con xin quay cái nha cô. Dạ. Đây cua biển. Cua biển Thành Phú à? Dạ. Của Cà Mau. 160.000 ký. Rồi, cảm ơn cô. Cô bên đây là chợ cũ hả cô? Dạ, chợ mới là bên đó hả? Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây là khu chợ cũ nè cô chú. Chợ cũ là chính là phía sau mà là gọi là khu C luôn nè. Đó. Thì phía sau là mấy cô bán đồ ăn sáng lúc sớm em quay á. Ngay góc đường này cũng có cô bán chôm chôm nè. Đó. Chôm chôm ở đây thì cô bán 10.000 ký. Cho con xin quay giới thiệu với nha cô. Dạ. Dạ, cái này là nhà vườn của cô luôn hả cô? À, nhưng mà nhà chôm chôm vườn của cô luôn á hả? Có mấy cây à? Có 3 cây với cây. Dạ. Cái này là thái hay là nhãn cô? À, sao qua là chôm chôm thường hả cô? À. Đây, cô bán ngồi ở đây dễ thương quá. Rồi ngay góc đường luôn. Rồi con cảm ơn nha cô. Dạ con hồi nãy con có mua rồi. Dạ con có mua, con gửi đằng kia á. Cô tặng cho con à. Rồi cảm ơn cô nhiều. Nãy con mua rồi. Nãy con đi phía sau chợ á. Dạ. À, bên đây là khu nhà lồng chợ mới nè cô chú. À, xin lỗi nhà lồng chợ cũ nha. Đấy. Khu C. Dạ. Xong bên đây bán cây trồng nè. Rồi em đi ra trở lại phía sau bên dưới luôn cô chú ơi. Đây là bên hông chợ cũ. Chợ cũ thì cũng bán nhiều lắm nè, những cái cửa hàng bán bánh, bán tạp hóa đồ. Nhà thuốc Tiết Loan. Bên đây là những cái nhà lồng bán đồ gia dụng, đồ xốp rồi son nồi đồ. Dạ rồi, bây giờ là hơn 9 giờ rồi cô chú. Em xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian đi tham quan chợ Lách của huyện chợ Lách tỉnh Bến Tre của em ngày hôm nay nha. Phải nói là chợ Lách đúng là xứ sở trái cây và ngày hôm nay là vô mùa trái cây á. Em thấy bà con bán giá cũng rất là rẻ luôn cô chú, đặc biệt là chôm chôm. Dạ, thì cuối chợ ngày hôm nay thì em cũng trước khi kết thúc video thì em xin phép công bố những cái số tiền cũng như là tổng kết số tiền sử dụng của cô chú Mạnh Thường Quân trong video ngày hôm nay. Thì gần đây em vừa mới nhận được số tiền 500 đô la Mỹ của anh Tuấn và chị Thu ở Mỹ. Thì em đổi ra được là 11.650.000 với mệnh giá là 2.330.000 cho 100 đô cô chú. Thì tổng số tiền đổi ra là 11.650.000. Và trong video về chợ Lách ngày hôm nay thì em sử dụng 400.000 để tặng cho hai cô bán vé số ở chợ Lách ngày hôm nay. Và số tiền còn lại em tạm giữ là 11.250.000. Em xin gửi thông tin đến cô chú anh chị và các bạn và anh Tuấn và chị Thu. Và một lần nữa em xin cảm ơn anh Tuấn và chị Thu rất là nhiều đã ủng hộ những
số tiền của mình để chia sẻ cho bà con khó khăn ở Việt Nam nha. Và các bạn yêu quý kênh thì vui lòng cho em một lượt like nè, một bình luận và một đăng ký kênh để em có động lực đi quay nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem. À, bây giờ thì em sẽ đi con đường này và mình kết thúc video luôn nha cô chú. Dạ rồi, em sẽ đi cái con đường mà bờ kèo lúc sớm mình về luôn cô chú. Đó. Giờ này là hơn 9 giờ rồi. Ở đây bà con cũng còn uống cà phê nè. Nhưng mà nắng lên nhiều rồi cho nên là cũng còn ít người uống ngồi uống nước ở bờ kè này lắm cô chú.